Hoàng Audo xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em đang trong quá trình test rồi chuẩn bị gửi hàng lên đường cho anh Huy tại Ninh Giang, Hải Dương. Phiên bản đẩy liền vang X8 Plus đến từ thương hiệu MV Pro. Hiện tại model này đang có mức giá là 6.500.000 đồng. Và trước đó thì anh đã lấy bên em một bộ cặp loa C4005 Pro kết hợp với bộ mic VK521. Cuối cùng hôm nay thì lấy nốt phiên bản đẩy liền vang X8 Plus, chọn bộ dàn âm thanh, chọn bộ dàn karaoke được nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu EB. Phiên bản này đang có mức giá là 6.500.000 đồng nhá. Đặc biệt hơn, tất cả bác và anh em khi mua chọn bộ dàn âm thanh tại Hoàng Áo Đô thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác bộ mic không dây BS500 trị giá 2.000.000 đồng đến từ thương hiệu EB Pro. Phiên bản này thì đã được tích hợp đầy đủ những tính năng, những công nghệ hiện đại và có những cái phần tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth hay là USB. Các bác có thể tinh chỉnh trong đường input. Và đặc biệt phiên bản đẩy liền vang X8 Plus thì đã được tích hợp đầu giải mã và cái chế độ chống chập, chống cháy cực kỳ an toàn. Thiết kế sang trọng, hai bên là hai volume chính với một volume mic và volume music master. Chế độ đi vật của dòng đẩy liền vang này thì cực kỳ là ngọt ngào. Và sẽ có hai chế độ để các bác lựa chọn để hát karaoke hay là nghe nhạc. Những phần USB hay là Bluetooth thì đã được tinh chỉnh sang hai nút riêng để các bác có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Phía dưới là phần những phần chỉnh bằng tô viết hai cạnh như phần chỉnh echo effect, có delay, repeat, bass, trung, chép và phần chỉnh mic tone, music control, công tắc để bật tắt nguồn. Giá thành khá là hợp lý đúng không? 6.500.000 đồng. Một phiên bản đẩy liền vang X8 Plus, phiên bản đẩy liền vang công nghệ số khá là cao cấp và hiện đại của EB Pro. Tất cả những sản phẩm âm thanh đến từ thương hiệu EB thì sẽ đều có tem chống hàng giả, mã QR và trang web công ty và sẽ có những phần phiếu bảo hành. Về chế độ bảo hành của tất cả những sản phẩm như này thì hãng sẽ đều hỗ trợ bảo hành trong vòng 2 năm cho các bác. Đặc biệt chế độ bảo hành sẽ lâu dài hơn đối với những phiên bản súp là hãng sẽ hỗ trợ bảo hành trọn đời. Các nào quan tâm về những sản phẩm hay là những bộ dàn âm thanh, bộ dàn karaoke của Hoàng Áo Đô thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155 để có thể được bên em tư vấn và đặt hàng. Bây giờ thì xin mời toàn thể các bác và anh em cùng đi thưởng thức chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke được kết hợp từ phiên bản đẩy liền vang X8 Plus để cho ra nhé.
cũng